Xin chào mọi người, hiện tại thì gió biển đang có mặt tại đường 5 của tỉnh Hải Dương, tại Kim Thành của tỉnh Hải Dương. Con đường 5 vào thời điểm 2024 thì thay đổi rất là nhiều thưa mọi người. Vào cái thời điểm 2010-2011, gió biển có ra đây và thấy rằng cái con đường này nó cái mặt đường rất là xấu. Thứ nữa là ở đây thì có rất là nhiều những cái phương tiện cỡ lớn, đó là các xe container đi vận tải hàng hóa từ Hà Nội, Hưng Yên ra Hải Dương và ra Hải Phòng, tạo nên một cái việc mà những người đi tham gia xe máy rất là nguy hiểm. Đó, ngày hôm nay thì gió biển ra đây và thấy được rằng là ở đây bây giờ thì đường xá đẹp lắm rồi mọi người. Và bây giờ thì có cả đường năm mới nữa, nên cái hạ tầng giao thông của tỉnh Hải Dương và các tỉnh ngày càng một phát triển đó. Mặc dù đường rất là đẹp nhưng ở chỗ đoạn này đó, mọi người thấy giới hạn tốc độ này 70 rồi 50 đó, 70 50, và xe khách chạy rất là nhanh. Có lẽ là người ta đã quen với cái việc là đi nhanh ở cái khu vực này rồi. Chỗ này đang là cấm quay đầu, nước biển sẽ đi vòng lại tít đằng kia. Chỉ cần người ta không cho ô tô quay đầu ở đoạn này thì mình cũng không dám quay, tại vì lỡ có cam phạt nguội là nguy hiểm lắm anh em. Gió biển sẽ đi lại chỗ cái đèn xanh đèn đỏ đằng này để quay đầu. Đây là hình ảnh về đường 5 tại Kim Thành của Hải Dương. Đây là đèn xanh đèn đỏ đây mọi người. Cố lên, còn 5 4 3 2 1. Có lẽ là gió biển cũng dừng thôi, bởi vì không kịp đèn xanh đèn đỏ nữa rồi. Ở thời tiết bây giờ mới tầm độ 2 giờ 52 phút thôi, nhưng mà có lẽ rằng là mấy ngày hôm nay ấy, thời tiết nó đòi mưa rất là nhiều, và nó cứ không ổn định thời tiết, cứ lúc mưa lúc nắng, thậm chí mưa theo cơn. Và ngày hôm nay khi mà ra Hải Dương, gió biển cũng thấy được rằng một cái sự việc, đó là trời cũng không biết là mưa lúc nào mà không biết là nắng lúc nào nữa. Hiện tại thì đường 5 cũ thì gió biển thấy rằng cũng khá là rộng rồi, so với trước là rộng hơn kha khá rồi. Và cái việc nữa đó là có đến gần như là 3 làn đường ô tô đó, gần như là 3 làn đường ô tô và một làn xe máy, thì mọi người thấy rằng là nó cũng phục vụ những cái việc, đó chính là những chiếc xe ô tô lưu thông ở đây thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Ở chỗ đằng kia thì có lẽ rằng là chỗ đấy gần khu dân cư nên là người ta mở thêm một làn đường. Và đặc biệt theo cái chiều hướng chỗ khu vực này thì nó cũng chỉ có 2 làn ô tô và 1 làn xe máy thôi. Ở đoạn này thì người ta giới hạn tốc độ 50 đi mọi người. Thi thoảng thì người ta cũng thiết kế và cải tạo một số cái công trình gần đây, đó là phía trước có công trường đó. Và cái đường tàu hỏa thì chạy song song với đường năm cũ này. Vào thời điểm trước thì cũng rất là nhiều những cái vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi mà những cái đường dân sinh cắt ngang qua đường sắt này. Mọi người thấy được rằng là tuyến đường sắt này chạy dài từ khu vực Hà Nội về qua Hải Dương ra Hải Phòng. Rồi, và bây giờ đã hết cái giới hạn tốc độ 50 rồi. Và gió biển thấy rằng là đường bây giờ cũng khá là đẹp. Nếu như anh em nào đi đường 5 cũ thì cũng rất là yên tâm về chất lượng mặt đường thôi. Anh em chú ý cái tốc độ
rồi những cái biển báo làn đường là yên tâm rồi. Anh em nào mà chạy với cái thời gian nó nhanh hơn, nó gấp gáp hơn và đường đẹp hơn nhưng sẽ tốn nhiều chi phí hơn, đó là đường quốc lộ cao tốc 5B đó. Đây là những cái cầu ở trên cao để cho dân sinh đi qua đó, đó là một cái điều rất là tuyệt vời trong hạ tầng giao thông mà ở Hải Dương đường năm này đã làm được. Hiện tại thì ở Nam Định gió biển cũng đi qua những cái cơ sở hạ tầng thì nó chưa được có những cái như vậy, thì sau này gió biển cũng rất là mong muốn rằng ở Nam Định cũng sẽ có những cái cây cầu như vậy để đảm bảo an toàn giao thông một cách tốt hơn, chỉn chu hơn nữa. Đặc biệt là chỗ khu vực những cái khu công nghiệp, cụm công nghiệp lớn, khi mà công nhân tan tầm phải cắt ngang qua đường rất là nguy hiểm, và gió biển sẽ rẽ vào đây thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video clip. Gió biển xin dừng video clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip lần sau.